Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay là mùng 2 Tết và ngày hôm nay thì mình sẽ đi làm cho anh em một con tàu tuần dương của Nga, đó là con Veliki. Một con tuần dương nó đã đi vào một gọi là cái lớp tuần dương quốc dân rồi. Nhiều anh em là cũng hay sử dụng. Kể cả bây giờ khi nó đã bị nép đi rất là nhiều vì là có rất nhiều những cái tàu khác nó mạnh mẽ hơn nó ra mắt, thì mặc dù vậy Veliki vẫn là một trong những con tàu mà được nhiều anh em chú ý đến. Và trong cái video này thì mình sẽ đi chơi con Veliki với cái bộ trang bị cho anh em như sau. Đầu tiên đó là cái khe tên lửa thì mình sẽ chơi cái loại DF-12 anh em nhé. Do ở đây có quay được ra một cái loại tên lửa này, nó ở trong cái quay sự kiện anh em. Đây mình sẽ lắp luôn cái loại DF-12 lên cho anh em. Đây anh em có thể nhìn thấy đó là cái tên lửa hạt nhân nhé. Đấy, nó ở bậc huyền thoại đấy của Trung Quốc, DF-12. Đó, lắp vào một cái X3 luôn anh em nhé. Pháo thì cứ giữ nguyên cái Monarch đi. Súng phóng lựu thì cũng là hạt nhân luôn. Ở đây sẽ lắp cái loại RBK1 anh em nhỉ. RBK1 của Nga này. Đói, chống ngầm ngay cả khi lặn nhá. Chỉ có cái là không phát ngư lôi thôi. Rồi, X3 ngư lôi. X3 ngư lôi thì anh em nhìn thấy đây, cái Mark 45 Astor đây. Đói, Mark 45 Astor này. Anh em thấy nó khủng bố chưa? Trực thăng thì cứ lắp cái ấy đi. Mi 28 đi, phòng thủ cho nó tốt tí. Pháo này thực sự là mình cũng không có cái nhiều cái sự lựa chọn nào khác anh em ạ. Hay là nắp cái bo pho này nhỉ. Thử nắp cái bo pho đi anh em nhé. Thử nắp cái bo pho đi. Để bắn mo nát nhiều nó cũng hơi bị bình dân rồi. Rồi phòng không. Phòng không thì mình sẽ lắp đó là cái các pun này kẹp với cái R440. Rồi, đồ nó cơ bản sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đi chiến luôn anh em nhé. Úi sỏi rồi, cái bộ trang bị như thế này mà nó vã cho một ông nào một combo thì đừng có bảo tại sao lại gọi là tới số anh em nhé. Hôm nay mùng 2 Tết đi cống hiến cho anh em một vài những cái giao án như thế này cho nó thú vị. Mình để ý thấy là cứ làm về cái con tuần dương này này, đặc biệt là kết hợp với đồ hạt nhân thì nhờ anh em mà thích lắm. Chúng ta sẽ đi chiến luôn. Nói chung là chúng ta chơi theo cái kiểu dạng cống hiến rồi nhá, chứ anh em cũng không nên đặt nặng cái vấn đề kỹ chiến thuật hay là cái vấn đề đồng đội thắng thua gì ở đây hết. Chơi đồ hạt nhân thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đồng ý là đam to nhưng mà nó rất là lâu nhá, rất lâu mới hồi lại được một cái combo của nó. Chưa kể bây giờ gặp mấy cái ông tuần dương á, xin lỗi anh em, gặp mấy cái ông thiết giáp China anh em. Phá mục tiêu. Tầm này không khóa được cái RBK kìa anh em kìa. Cái này mình lỏ chứ nè. Nam trang nhà. Ui ui. Cái ông kia sao bị hạ sớm vậy? Thằng Nam trang là thằng nào? Nó vừa 19 mà nghe có vẻ ghê nha. Bắn rất ghê nha. Kinh đấy. Căn bản cái con tuần dương này nó chậm quá anh em ạ. Mình nghĩ là nhà phát triển nên có cái động thái nào đấy để làm lại Veliki thôi. Chứ một biểu tượng của nước Nga mà làm như thế này thì đúng là mất mặt cán bộ. Ở đâu rồi ta? Không có ai nào lộ diện à? Ôi trời ơi, ở trận trận đấu khai màn tao gặp mấy cái team nó lỏ thế ta. Đội hình của đội bạn nó đâu đến mức độ nào đâu nhỉ? Đội bạn nó chơi khôn như trí. Quá mục tiêu. Quá mục tiêu. Úi trời ơi, ăn một combo. Cái tên lửa DF-12 này anh em không thể nào đùa được với nó đâu nha. Hốc được một mạng ngay. Long Vích. Lên anh em ơi. Có lợi thế về người cứ thế mà lên thôi. Gì đấy? Anh cũng là Veliki à? Veliki nè. Đó làm sao được cái đồ hạt nhân của tôi? Anh em thấy không? Tức là một khi đã không bắn thì thôi.
Đó là bắn trúng một phát là coi như là ngớp ngoài. Mà đồ này nó kinh khủng quá anh em ạ. Ôi giời ơi, nắp phun đồ hạt nhân. Vã thôi. Ui sỏi ơi anh em ơi, một combo kìa. Cảm giác như muốn tắt khóc luôn. Còn bây giờ thì cái ông này không chạy đâu thì mang qua trực thăng này vã xem có chết không. Belly mỗi tội là cái thân xác nó nặng nề, nó thấy quá anh em, chậm, vừa kém cơ động vừa chậm. Thấy nha chuẩn bị đứng đây hứng này anh em này. Đó, vã luôn. Chết không? Chết. Úi trời ơi, con cẩu một phát chết luôn anh nhà. Đứng hứng luôn. Hốc được hai mạng trận đầu tiên ấy. Đâu có phải đùa đâu. Vã tiếp trận nữa anh em nhá. Cái đồ hạt nhân. Mang cái đồ này đi thì anh em hiểu bắn như tấu hài thôi. Thì thắng thua khi nào anh em không thể biết được. Nó còn do đồng đội nữa. Nắp cái đồ này thì anh em sẽ không thể nào chủ động được trong cái việc này. Gây sát thương và có thể dễ dàng hạ gục được mục tiêu đâu. Đấy là điều rất là khó. Chúng ta cần phải có cái hướng nào đấy di chuyển nó chắc ăn tí. Chắc lại BBE01 chứ. Vai cà rai à. Khóa mục tiêu. Bẫy mồi đi, đúng rồi. Các anh phải bẫy mồi chứ. Kinh quá nhỉ. Đấy, quân ship đối đầu với lại Veliki mà nó va cho nó cũng thốn đi. Đâu phải đùa đâu. Úi giỏ. Squon ship định ra chiêu ngươi Veliki và cái kết đắng. Ôi bị sân bay của bên mình. Bên mình có sân bay đâu. À có anh em ạ. Có đây. BBA01 Nogami. Sao gì anh em cái tưởng như kiểu sân bay nó xa nó vã như đúng rồi. Đó là không vã thôi, đó mà vã một cái là đảm bảo là tới số. Như vậy ba ông này yêu máu đứng đây làm cái gì? Ba ông này chỉ gọi là đứng đây làm biểu tượng cho có chứ đâu có giải quyết được cái gì đâu. Ô, quân ship không chết. Hay là phải đích thân tôi phải mò sang tận nơi các ông mới chịu chết à? Chết. Úi trời ơi. Không chịu chết cho à. Ai chà chà. Bẫy mồi tiếp đi. Đỡ làm sao được combo hạt nhân. Xem rằng school ship là nào. Level 48. Anh em thấy không? Nó ít cái con Veliki của mình ấy. Nó vã không được combo nào mấy đúng không? Đấy, nhưng mà một khi mà vã đạn nó nổ rất là to luôn nha. Vẫn đứng đầu top sát thương. Như đúng rồi. Mình đã nói rồi, cái combo này thì chúng ta chơi được kiểu tấu hài là chính rồi. Đi cống hiến rồi. Anh em thích xem đồ hạt nhân thì mình làm cho anh em xem thôi. Đấy, nói chung bắn cũng chả tới lượt anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ làm tiếp trận nữa. Cơ bản là bây giờ con thiết giáp BBE01 ấy, anh em thấy là nó ở đâu thì cũng có đấy, sát thương mạnh đúng không? Đây cái đồ này thì thực ra mình cũng muốn thay đổi cái RBK ấy. Nhưng mà thôi, cứ giữ này để đi cống hiến cho anh em nhá. Đây là tên lửa hạt nhân DF-12 này này. Sát thương là 39.000 anh em nhá. Đấy, tốc độ 524, nạp lại là khoảng 10 giây rưỡi. Đấy, đồ nó sẽ như thế này. Cái chỉ số nó cơ bản sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ đi chiến tiếp.
Nếu anh em nào mà quay được cái loại tên NDF-12 ấy thì ngon. Đặc biệt là nắp lên những cái con tàu nào mà nó có hai cái khe tên lửa ấy, nắp như vậy nó sẽ là hợp lý nhất. Một khe chúng ta sẽ nắp lên một số những tên lửa spam, và khe còn lại là chủ lực thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để gây sát thương chính. Đấy, nhưng do clip này thì đang làm về con Veliki thành ra là nó chỉ có một khe X3 thôi. Cái này thì anh em biết mà, nhưng chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi khác mà nhiều hơn được. Hát này nghe có vẻ nó thoáng thoáng rồi đây này. Team có gì đây? Ghost con nhà bà cốp. Còn Nam Trang, nắm anh em Trung Quốc. Và bây giờ đi đâu hầu như là cũng gặp cái con ấy nha em ạ. BBE01 rồi này. Con Hu Quynh nha anh em. Giờ đi đâu cũng gặp luôn á. Công nhận là nhà phát triển nó ra cái con Hu Quynh đợt này là nó hốt nhiều tiền. Hốt quá nhiều tiền luôn anh em ạ. Nhưng chắc chắn là về sau đấy thì con Hu Quynh này cũng sẽ bị nép đi một chút thôi. Bởi như thế này thì thực sự nó mạnh quá. 1-1 thì gần như là ít tàu lại nó lắm. Hiếm khi có con tàu nào mình thấy nhà phát triển nó làm cho nó mạnh. Mạnh đến cái mức độ mà gần như tức là không thể nào mà có thể chống đỡ được với nó. Quá mục tiêu. Bẫy mồi đi anh ơi. Có tàu trúng không? Úi sỏi 118 cái hai nha mà. Cầu tiếp anh ơi. Úi trời ơi. Em cứ đợi anh đi bẫy mồi xong em bắt đầu em đi ra em cẩu cơ. Anh em thấy không? Đấy là cái sự khó chịu đấy. Mình cứ bắn theo kiểu dạng luân phiên thôi. Phóng lựu chờ bẫy mồi xong chúng nó lại tên nửa DF-12. DF-12 thì anh em biết rồi. 39.000 cơ mà. Và tính ra một combo là khoảng 117.000 đúng nhỉ? Liên tiếp anh em ạ. Okay, ông này. Ông này tàu ông to. Máu ông đầy. Ông sợ cái gì? Ông cứ đi lên đi. Chết. Góc này thẳng luôn được không nhỉ? Hình như là không thẳng được. Thế thôi, thì bắn mấy ông này đi. Chết. Hai ông chết. Cái phóng lựu RBK này là cái loại phóng lựu nó bay nó cẩu được. Cho nên là thôi, không có ngang. Đó, một khi đã sử dụng bẫy mồi là chỉ có xác định là auto quang thôi. Hát có nhà bà Nhân. Usako. Úi sỏi ôi. Bắn nó ít đam thực sự luôn đấy. Ít đam lắm anh em ạ. Chỉ đủ để hạ tốc sát một tàu nào đấy thôi. Còn Veliki thì bây giờ mình nhảy thì lắp cái bộ trang bị này đẹp chứ. À, lắp quả skin này đẹp đấy chứ. Nhìn thấy cái vàng vàng óng óng anh em ạ. Vàng óng nhưng mà lại không phải vàng quá. Khá nổi. Đấy, bắn có phải bắn được nhiều đâu. Thi thoảng bắn được một cái thôi nhưng mà rất là nhẹ nhàng tình cảm nha. Không hốc được mạng nào. Hỗ trợ 4 mạng. Thế thì chơi cái gì? Đây rồi, xong rồi. Tàu chậm quá anh em không cả. Không hốc được gì nhiều. Ôi, đây thì hơn 900k đam và lại hỗ trợ anh ạ. Không hỗ trợ 5, không có gì để mà nói nữa. Còn chúng ta đi làm tiếp trận nữa vậy. Không biết đây có phải trận cuối không? Làm trận cuối rồi nha. Làm giao lưu nhưng mà vui vẻ với Ki mấy trận như này thôi. Nắp đồ hạt nhân mà chơi nhiều như thế này là người ta bảo lạm dụng đấy. Vùng nước xoáy à. Yêu cầu anh em đi cùng tôi nhá.
Anh em cứ yên tâm là với cái bộ trang bị trên con tàu Veliki của tôi đảm bảo là đi cùng với anh em là anh em sẽ hạ sát được một tàu rất nhanh. Follow me, follow me. Phải chat đã. Quên. Gõ như thế này cho anh em biết hướng và di chuyển. Bên mình có Nan Trang Usakop 226. Nói thật là mình hơi quan ngại trận này ấy. Team mình trận này cảm giác nó không mạnh lắm. Đều là ghét ngẫu nhiên hết mà. Cái ông tàu sân bay kia thì mình chỉ có hy vọng là ông đấy check được map hộ team thôi. Tôi chỉ hy vọng thôi chứ tôi không hy vọng gì nhiều. Mà bây giờ ngay cả cái việc check map ông còn không check. Gây sát thương ông ấy không gây. Đúng không anh em? Thế bây giờ tàu sân bay không gây được sát thương, cũng không lấy được tầm nhìn, thế thì tàu sân bay để làm cái gì? Đây này, đấy, đang bị nó dí đây này. Đó, anh em thấy không? Gây sát thương không gây, check map không check. Chịu rồi. Kèo này thì đúng là chịu chết rồi. Quá một kill. Quá một kill. Anh em thấy hạ sát một tàu nó nhanh. Nhanh như đúng không? Anh em mà có lợi thế rồi cứ thế mà đi lên thôi. Valley này mà nó lắp đồ hạt nhân mà có góc nó bắn nó xuống lắm. Ông này chắc là chết. Không thoát được. Chưa gì là đi bắt đầu là cống hiến hỗ trợ rồi đấy. Úi giời. Tàu ông này bị làm sao đây? Đây là con tàu không thể chìm anh em ạ. What the hell ạ? Tàu ạ. Đứng lại đây ngắm tí anh em nhá. Chân vịt cũng còn ở đây đây. Đây là con tàu không thể chìm. Rồi mình nghĩ là quay về. Ông này ông 26 mà biết chơi đấy. Ông đi bắt sân bay anh em ạ. Ba đánh ba. Được, mình nghĩ con 26 này nó xử tốt. Khinh hạ mà. Một khinh hạ thì nó thừa sức nó quấy rối giết chết một tàu sân bay rồi. Mình sẽ quay lại đây để chuẩn bị hứng trước hai ông kia luôn. Anh ơi, đi lên đây anh ơi. Đây rồi. Chúng ta có một kèo đấu vui đây rồi. Úi giời ơi. Anh em nhìn thấy gì chưa? Úi giời. May như cái đời nhà nó còn bẫy mồi kịp đấy anh em ạ. Nào. Ra đây. Úi giời ơi. Anh em thấy kinh không? Nhìn tưởng là hai thằng nó ăn hiếp được mình ấy, nhưng mà mình lên mình cho một phát là có ông vỡ mặt ngay. Nào, còn hơn 100k máu rồi này. Nào, giỏi lên đây mà ăn. Hồi máu tiếp là cho các bạn khỏi ăn luôn. Ở đâu ta? Đây. Thế như vậy là nó rén à? Rén quá đứng lại đây à? Mình sẽ đi ra đây mình chờ cho nó ấn bẫy mồi xong mình bảo mình tung combo anh em nhé. Đấy. Để cho nó bắn mình thoải mái. Sau đó mình sẽ tung một phát combo là chết luôn. Bẫy mồi anh ơi. Bẫy mồi đi anh ơi. Úi giời. Mình cố mình lì mình chờ nó cho nó tung đủ hết cái combo của nó ra sau mình mới bắt đầu mình vã ngược lại một phát cho nó chết luôn. Đó, công nhận là Veliki lên đồ hạt nhân cảm giác nó khủng bố thực sự anh em ạ.
Đấy, thì vừa rồi mình đã làm cho anh em một con tàu RF Biriki với cái bộ trang bị toàn đồ hạt nhân rồi anh em ạ. Chẳng qua hải pháo thì nó không có đồ hải pháo hạt nhân thôi. Đồ như thế này nó quá là khủng khiếp rồi. Anh em không có gì để mà chê combo này nhá. Chơi theo kiểu dạng cống hiến thôi, nó cũng không phải là mạnh nhất đâu anh em ạ. Chơi theo kiểu cống hiến cho anh em xem vui vẻ ngày mùng 2 Tết mà. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Và chúc anh em ăn Tết ngày mùng 2 vui vẻ anh em nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.